Xin chào tất cả mọi người, hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với series The Evil Within 2, phiên bản Việt hóa trên kênh của mình. Thì trong tập trước, sau khi kể mọi chuyện cho cái em Kidman thì Kidman có nói là có gửi một cái hồ sơ vô trong này cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ vô có cái hồ sơ về cái hàng cha Terry đó là cái gì nhé. Ủa này chết rồi mà. Bây giờ cái đội đặc nhiệm thì đã chết hết hai người rồi. Còn ba người còn sống là Liu Amonel, kem người Nhật, với lại Julian Sky là cái thằng cha trong tập trước mình đã đi giúp nó mở lại cái server đấy. Một cuộn phim chút ra coi luôn. Đây, đây chính là cái thằng cha Terora đây. This gives me some hope. Seems like he couldn't fool everybody after all. Still need to be cautious. He convinced a lot of people straight into STEM. Bài báo Crimson, Thiên thần thuyết phục hai ác quỷ hậu vệ. Đăng bởi Daniel Block ngày 10 tháng 10 năm 2014. Thì ra cái trung tâm MU đó có nghĩa là ốc đảo tinh thần tâm linh, một bộ sách à. Cái trên là gì? Preying on the lost and hopeless by pretending to have the keys to happiness. Now I'm beginning to understand his MO. Tờ rơi trung tâm tuyển dụng MU. MU, chúng tôi đang đợi bạn. Thì ra đây là cách của cha này tuyển người vô cái giáo phái của vậy. Spiritual leader and motivational speaker. No wonder he was able to convince everyone he was on their side. Seemed like a good guy on the surface. Lý lịch của Taylor Wiley. Nghề nghiệp: người phát ngôn khích lệ lãnh đạo tinh thần. Cái cuối cùng. The bastard smooth talked himself right into the middle of the plan, just to use it for his own personal gain. His handwriting should have been a dead giveaway that he's a psycho. Jesus. This looks like it was written by the Zodiac Killer. Khi chú viết ta Kidman, tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Mira. Tôi thông cảm với nguyên nhân của cô, nhưng tôi nghĩ những bước tiếp theo có thể được thực hiện sẽ giải quyết các vấn đề của cô trong những điều kiện cuối. Hãy gặp chúng tôi tại 10 giờ. Hãy gặp chúng tôi lúc 10 giờ ngoài rạp hát thành phố Crimson. Và chắc rằng không có ai theo dõi cô. Terra. Hết hả? Có 4 thông tin về cha này thôi. Cái này thì coi rồi. Mày có gì hot nữa. Đó rồi. Giờ ra coi gọn phim với lại nói chuyện với em Kidman. Chính em Kidman là người những cái người gửi những cái thông tin như trong này đây. Đây này. Cái này dắt ra bàn làm việc của Kidman. Kidman. What's up, Sebastian? I was thinking about our first case together. You mean back at KCPD? That pawn shop robbery? You broke that case all on your own. I was impressed. That was all thanks to you. You took me under your wing and showed me the ropes. Treated me like an equal. Wish I had a mentor like you when I was younger. I wanted to help you become one of the best. But the whole time you were really working for them. Someone
wanted me in there to keep an eye on you. To make sure KCPD weren't on to us. Too bad. You could have been a great cop. I'm not so sure about that. The personnel report you read when I joined KCPD was falsified. I spent most of my youth in juvenile detention. By the time Mobius found me, it was either join them or rot in jail. Not a hard choice to make for someone just out of their teens. I don't even know you, do I? I've been in Mobius for so long. I'm not sure if I know myself half the time. Something tells me the rebel in you is never too far behind. Qua đoạn phim vừa rồi thì chắc mọi người cũng biết thêm được về quá khứ của em Kidman này. Đó là em Kidman này lớn lên trong trại trẻ vị thành niên. Chắc là trẻ mồ côi á. Xong rồi sau đó cái tụi kia đến và đưa ra một cái giao dịch. Một là làm việc cho tụi nó, hai là sống ở đây cho đến chết. Và bắt đầu từ tập này thì mình sẽ quyết định mình để dành mấy cái gheo xanh đó để làm cái gì. Thì mình muốn để dành cho đến khoảng 80k gheo xanh để unlock một cái kỹ năng cực kỳ bá đạo cho Sebastian. Đó chính là làm chậm thời gian. Cái kỹ năng đó thì nó không tới 80.000, nó khoảng 70.000 á. Mình không nhớ là 75 hay 77, nhưng mà tốt nhất thì cứ để dành 80k gheo xanh đi. Cũng khá là thốn đấy, không ít đâu. Giờ thì đi ra ngoài tiếp tục cuộc hành trình. Khu bảo tồn thiên nhiên Union là một điệu nhạc quen thuộc trong phần 1. Lần trước chúng ta rớt từ đâu xuống? Đó. Có bạn An Nguyễn comment, có ghi comment là nói với mình là trong cái tập mà chúng ta chiến đấu cùng với em Torres ở ngôi nhà hoang á, thì trên gác nó có một cái chìa khóa. Đây có cái bức tượng, trong bức tượng có cái chìa khóa. Nhưng mà cái lối đi này bây giờ nó đã sập rồi, chúng ta không quay trở lại được. Và mình cũng đã thử mình load lại cái file save rồi, nhưng mà đáng tiếc là cái file save đó, để đến được cái ngôi nhà hoang đó phải chơi chắc khoảng một tiếng mấy lần. Cho nên mình quyết định là thôi bỏ. Có một bức tượng thôi mình phải chơi lại tiếng mấy bằng cả một tập, phí quá. Đó, ở đây nó không cho quay lại nhé. Giờ đi tiếp thôi. Trước khi đi ấm ngắm em Torres xíu coi nào. Let me ask you a few more questions before I go. Không có cái tùy chọn nào mới hết. Ống máu đầy nó mới đau. Let's hope the marrow is still there. Thì nhiệm vụ chúng ta là băng qua đường hầm Maro để tìm đường về chỗ O'Neill. Chưa gì hết là thấy có tín hiệu gì vậy? Có cái này dùng để chế cái mũi tên băng này. Bình ngưng tụ di động này được dùng trong phòng thí nghiệm để làm lạnh ga và ngưng tụ thành chất lỏng. Thành phần này có thể được dùng để chế tạo những vật phẩm hữu ích. Chính là được dùng để chế tạo mũi tên băng đấy. Mũi tên đóng băng chứ. Thuốc súng. Còn gì nữa không? Đấy, này có duy nhất một cái thôi. Đi từ từ thôi.
chỗ này nó cứ bốc lên cái lớp xương xương là sao ta? Lạnh quá à. Đinh Đinh là để chế cái tên tên nổ. Mở cửa theo đúng thứ tự nữa hả? Mở sao cho tất cả các đèn đều sáng hết. Đơn giản thế. Trời. Hey. Shit. Looks like Theodore's been here. Maybe that's why I couldn't contact O'Neill. Hoffman's safe house is nearby. I should check up on her. Nhà an toàn của Hoffman chính là cái em người Nhật đấy. Dấu hiệu này là chứng tỏ cái thằng Theodore nó đã tới đây rồi. Thêm một cuộn phim nữa. Kiếm được 7 trên 11 rồi. Đừng có nói em Hoffman chết nhé. Em người mà em người Nhật đó nhìn cũng được đấy. Đây. Trời đất ơi. Đây đúng không? Ông tin. Ông tin cứu thương mình full rồi. Phòng này vô rồi. Ui. Có một vệt máu giống như ai kéo cái xác gì lại đây ấy. Hoffman, you here? Em kia đâu rồi? À đây 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 đây. Another one of these. What happened here? Safe house to go to a restricted area of the marrow? It doesn't sound like him. Đi theo Hotman để tìm đến chỗ của O'Neill. Mà ở đây nó có cái gì nữa này? Để coi đây trước đã. Tập tin máy tính ghi chú của Hotman. Xeo lại cái cho lành. Nhắc lại cho mọi người nhớ là cái thằng cha O'Neill á là một người cực kỳ nhát gan nhé. Trong mấy tập trước mọi người cũng thấy rồi đó. Một hai trốn trong nhà an toàn không chịu đi ra ngoài. Và lần này là tự nhiên là đi đến cái chỗ cấm. Chuyện này quả nhiên là kỳ lạ. Có cảm giác là chuẩn bị đánh boss ở đây rồi. Túi đạn shotgun ngon. Lại có thể tăng thêm số shotgun mang theo rồi. Vậy bây giờ mang được 13 viên. Đây còn gì nữa không? Con nào núp trong này nhé. Thấy. Thấy chưa? Trời. Mày gì?
mày này. Núp lùm này. Không ngờ, tưởng đâu có con ở đây, ai về có con ở đây nữa chứ. Mới có 1.900 chưa được 2.000. Hết rồi. Đi thang máy thôi. Ba cái đạn nổ. Hai viên đạn sọc pin. Looks like they had extra security for this place. Đây à. Trong phòng, trong phòng. Trời. À, mấy cái xác này mất đầu hết rồi. Xác này còn, xác kia mất. Dấu hiệu này là mọi người nhớ trong phần 1 không? Chính là dấu hiệu của tụi STEM đó. Đi cái xác thì hồi nó sống lại quá kìa. Okay. Xử nó không? Không sống lại. Chắc chưa tới lúc đấy. Ồ, oh, có cái gương vô chế thêm cái đạn băng được rồi này. Shotgun bây giờ có 14 viên. Vô chế thêm viên đạn băng mà trước đó phải coi cái này đã. Tập tin máy tính, giao thức bảo mật. Phòng thí nghiệm bị cấm mà. Còn sót gì trên mày không? Hết rồi. Rồi, đi tiếp. Ây chà. Đúng là phòng thí nghiệm có khác. Sao lại có dấu máu tùm lum tà lá đây vậy? Có điểm gì đó chẳng lành rồi. Ok. Yeah. Đừng có nói hồi thả hết cái tụi này ra nhé. Đông lắm đấy. Trời ơi, đóng trong này luôn ạ. Ở đây có hai con đang nằm nữa đây. Hai cái xác. Đang nghiên cứu một bọn quái vật trong đây nè. Lỡ ta thả ra một cái là xác định. 2.200 thôi. Khoan khoan. Có kỹ rồi đó. Đó. Rồi xong rồi, có một con đã sắm chuồng. Một con sống chuồng như là cái bình này nhả chứng tỏ con trong có khả năng nó thoát ra nữa. Hai con sống chuồng. Hai con sống chuồng nha. Chuẩn bị tinh thần đối mặt với hai con sống chuồng. Chỉ cần không phải con ma nữ là được.
cứ thấy ớn ớn như thế nào ấy. Ấy, mình mới vừa nói xong. Ok. Bắn bể cái này chắc nó chui ra thôi. Lấy shotgun người chơi rành. 15 viên shotgun. Để dành việc chùm đấy. Đi đâu thế? Đứng. Can't pass through without one of those chips. Gotta be one around here somewhere. Tìm chip liên kết não bộ. Có hai cái, một cái trước mặt đi cái lên trước ở trên lầu á, còn đây ngồi xuống cho lành. Con quỷ như thế nào một hồi nó cũng sống lại cho coi nè. Giờ nó không cho chúng ta ấy mới đau chứ. Mà tài liệu gì đây? Báo cáo hội nhập STEM bất thường. Nữa không? Bây giờ nó chưa cho chúng ta giết mấy con này mới đâu. Gì đây? Xong rồi. Cố gắng steal đi. Cố gắng siêu nhé. Cố gắng lên trên lầu đã. Ở đây có cái người. Trời. Giết bọn này không được. Ui. Trời. Sao tự nhiên nó thấy vậy? Chết mày này. Hai con. Mình có thể nhảy vô đây được không? Cho thêm đạn đi. Còn 30 mấy viên. Nữa hả? Thôi. Má ơi. Cái con quỷ, cái con bốc khói này này. Nó mà thả con này ra là xác định luôn.
Tao lại chúng mày đừng có thả nó ra. Đứng im, đứng im. Hay lắm. Mày nhảy từ trên lầu, nhảy từ trên lầu xuống này. Không biết cái mục tiêu. Mục tiêu đạt 80k gel xanh của mình mới bao giờ mới thực hiện được. Có một cái xác trên lầu, trên lầu, tôi ghi trên lầu. Đường đó gặp boss vẫn còn xa lắm. Vô đây trước đã. Đừng có con nào trong này nhé. Mấy con kia đang ở trên lầu đấy. Ta thôi thầy gieo đỏ rồi để nâng cấp, để mở khóa những kỹ năng đặc biệt. Phải dùng cái gieo đỏ để mở khóa, xong rồi phải tốn cái gieo xanh để nâng cấp, thế khổ. Báo cáo nghiên cứu bất thường. Như vậy là những công dân trong cái Union này không biết vì sao á, là bị một cái ảnh hưởng đến tinh thần khiến cho họ biến thành những con quái vật và được gọi là Slot. Không có cái gì giấu trong này. Ngay kế đây luôn. Căn phòng bên này hay trên lầu vậy? Còn đây mà. Từ từ, cái kia mình sẽ vô sao? Chỗ này chưa vô. Đây quá trời xác luôn ạ. Gì nữa đây? Phận gì nhiều quá, cho tao vũ khí, cho đạn đi. Chúng ta phải vô trong đây rồi. Núp ở đây chứ rồi. Rồi xong rồi. Mình đã nghe tiếng của con bốc khói rồi. Nó thả con bốc khói ra rồi, má ơi. Ừ,
Rồi ôi. Nó có chui vô trong này được không? Are these Union citizens? What was Mobius doing with them? Trời đất ơi. Khiếp thật. Quá trời xác ở đây luôn ạ. Sao trong đây có nhiều đồ thế? Nghi lắm, nghi lắm. Trong căn phòng bên này. Đứng dậy đi. Ủa mấy cái xác đi đâu? Tao biết rồi, từ từ. Wow 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 wow. Looks like it goes down forever. Đừng có nói con nào dưới phóng lên nhé. Tắt đèn. Ừ? Hết rồi à? Tập tin máy tính quan sát hố sâu. Nó là một thứ thuộc về tinh thần, chỉ lây nhiễm những cư dân có ký ức đã bị ghi chép lại. Oh no, it's coming. I gotta get out of here. Cái con ma nữ đó lại xuất hiện nữa rồi. Sao mà cứ theo ám tao hoài vậy? Nó đâu? Làm thế nào để xuống dưới kia bây giờ? Nhảy xuống dưới này ư? Kỳ vậy ta? Đây hết đường đi rồi. Tinh thần dắt dò lên chỗ ổ trại nè. Cẩn thận coi chừng bị giật mình đấy. Nó chuẩn bị nó hù đấy. Ra thì ra mẹ nó đi, đừng có hù tao nữa. Đấy. Đấy đấy. Đây là đâu? Và chơi trốn tìm với nó nữa. Nó đi hướng nào? Trời ạ, đây khúc kẹt không có đau chứ. Thôi đi ngang qua nó để đi xuống. Cái này không có bắn nó được mới đau. Ê. Nhanh.
chuẩn. Mày muốn cái gì? Mày muốn giết tao thì giết đi. Nhanh 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 nhanh. Lên. Thôi xong, thấy rồi. Để xuống dưới nhanh, nhanh 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 nhanh. Nhanh lên Sebastian. Ôi trời ơi. Nhanh thế. Ồ, nó hút hết sinh lực. Xong. Tìm cách trốn như thế kia. Để nó quay qua bên kia nè. Trời. Ồ nó không thấy mày quá. Thôi xong. Cánh cửa, nó mở cửa, nó mở cửa. Hát hò cái gì? Thôi đừng có qua đây. Chưa đứng ngay đây luôn ạ. Nó trắng hết như vậy thì đi đường nào. À phải đi vô đường bên kia. Nhanh 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 nhanh. Đây 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 đây. Đi qua đây nhanh. Cái đậu phộng á. Ai. Why is it after me? Chính mày tạo ra nó, mày còn hỏi nữa. Trái phải. Cái gì đây? Thư từ cảnh sát trưởng ngày 17 tháng 11 năm 2014. Kidman was right. They are everywhere. They were right under my nose the entire time. Như vậy là có sự nhúng tay của cái người, những người trong sở cảnh sát KCPD. Chứng tỏ là cái tụi trong đó nó đã bị mua chuộc. Nó biết đến sự tồn tại của STEM và nó đã tiếp tay. Đúng là có tiền mua tiên cũng được.
Báo cáo đánh giá tâm lý bị xé. Phần trên của tờ giấy đã bị xé đi. Mọi người đọc thấy chưa? Mobius were using me as their guinea pig. Long-lasting residual effects. They knew Stan would scar me like this. Nó dùng cái ông Kasserot như là con chuột bạch thí nghiệm. Thoát chưa? A way out. Gì vậy? Những ký ức về phần 1 á. Tự nhiên chơi phần này xong lại hứng thú chơi lại phần 1. Chắc xong phần này thì mình sẽ quay lại với phần 1 thôi. Muốn gì làm đại đi. Tao không sợ chúng mày nữa. Đây. Đây. My fault. It's all my fault. What the hell is this? Can't move on. Can't move. The source of my pain is me. Part of me still stuck in STEM. Never getting out. No. I'm wrong. I will get out. But without you. Oh. What was that? It felt different than the others. More real. Like something changed. I feel good. Oh. Cái súng thuộc phần 1 kìa. I haven't seen you in a long time. Nãy giờ hình như lượm được 1 hoặc 2 cung phiên rồi. Chút nữa phải quay lại chỗ xe coi mới được. Bây giờ đây súng lục ổ quay trong phần 1 thử coi nó có ngon không. Còn cái chỗ kia à, chỗ này trong giấc mơ mình đi rồi, chỉ còn một chỗ đây. Còn có 36 viên thôi ạ. Hy vọng là sau khi giải quyết xong cái vụ đó thì Sebastian sẽ không còn gặp cái con ma nữ nữa. Bởi nhắc xong gặp cái con ma bốc khói rồi. Nó đâu vậy? Đừng nói nó trên lầu nha. Mày hành hạ xác chết nè. Đây. Khu số 2 trong này có đồ nữa nè. Chỉ cần không gặp cái con ma bóc khói là ok. Gặp nó cũng tốn nhiều đạn thôi chứ cũng không đáng sợ lắm. Có một mảnh ký ức ở đây.
90% of Union's populace has succumbed already. Our efforts have been in vain. The core escaped less than a day ago. Within hours, we began to receive reports of lost emerging in staggering numbers. They're everywhere now. 20% of Union's populace has succumbed already. And they're actively hunting down and killing whoever is left. It's a nightmare. At this rate, there will be no one left in 2 weeks. We've lost contact with Mobius. We're trapped in here. With the lost. It's too late to stop now. The entire Union experiment is doomed. We're all doomed. I'm sorry. Đây là cái gì đây? Ồ, cái túi đựng đạn nữa. Phần lần này là đạn gì? Nâng cấp túi có thể... À, bây giờ chúng ta có thể đem thêm, đem được tới 6 cái mũi tim. Đó. Được. Đấy, full luôn rồi đó. Bên kia có kỳ thuốc nữa. Tim à? Nãy dưới có cái ống tim mà quên mất chỗ lấy rồi. Cúi xuống, cúi xuống. Vẫn còn một cái cửa số 3 chưa vô. Đây đây đây. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong. Ồ, súng này ngon quá. Mới được 4k mấy à. Chưa. Bên này ngoài căn phòng số 3 có gì trong này vậy? Cho thêm súng đạn đi nhá. Phòng thí nghiệm số 3, lab 3 kìa. Đúng không? Hai viên à. Mấy cái xác này đừng có sống lại giùm tao cái. Có cái gương không? Tôi đang cần cái gương. Trời đất. Trời ơi. Xuyên 4 cái mũi khoan vô trong đầu người ta. 300. Cho nhiều xí đi. Hồ sơ máy tính ca mổ. This guy's chip yet. I can use it to get through that door and find Hoffman. 0128 là con chip nằm trong não. Bây giờ chúng ta bắt buộc phải khởi động cái máy này để lấy con chip trong não của con cha này ra để sử dụng đi qua cửa kia. Mai lại đọc cái tài liệu trước đi. Okay, let's see what happens. Ôi ôi
Thiết thiệt. Không biết nó cấy bằng cách nào mà sau khi cấy xong mấy người này vẫn còn sống trời. Ai, lấy ra rồi, cũng đâu phải bấm nữa chứ. Chip liên kết não bộ. Con chip điện tử này được cấy vào trong não của nhân viên Mobius. Thank God he's already dead. I gotta get out of this lab. Đây. Mấy con kia đã sống lại rồi. Ngay thì nó không cho mình đi qua dễ dàng gì đâu. Đây rồi. Đấy. Nó thấy không được mới đi đường vòng. Cố gắng tiết kiệm đạn càng nhiều càng tốt để dành hồi cho đánh chung. Ủa, nghe tiếng đông thế. Còn đây thôi. Tiếng bước chân nó chạy. Cố gắng lên, đừng quay lại. Ừ, được rồi, hay lắm. Mày này. Còn có 20 viên đạn súng lục thôi. Đấy. Mọi người thấy con gì chưa? Đấy, thấy con gì chưa? Đó đâu có sai đâu. Nó thả con kia ra rồi. Trước đó cài cái bẫy đây là. Bẫy đó xong rồi thêm một cái bẫy đây nè. Rồi, bây giờ sẽ dùng cái này chịu cho nó vô. Chài đây. Đi rồi.
cố gắng lẻn qua luôn. Chỉ sợ là sợ cái con bốc khói thôi chứ chạy. Đấy. Móc xuống nhắm ra trời nó. Chết chưa? Ô. Nó chết luôn rồi. Hay. Hay lắm. Quả nhiên là súng nhắm lợi hại. Còn mấy con nó núp ở đâu? Ok 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 ok. À cái chỗ này chỗ chúng ta đi vô. Tốn mất 2 viên súng nhắm à. Cố gắng steal một con à. Buông tôi ra. Mày gì này? Mày gì này? Mày gì này? Còn giỡn mặt với anh hết hả? Trong này vẫn còn á. À, nó nghe tiếng. Đúng rồi. Mày này. Cống nạp keo cho tao. Mới có 8.500. Biết khi nào mới được 80.000 đấy. Lẹ đi. About time. Hope I can still catch up with Hoffman and O'Neill. Đấy, ở đây nó cho một đống đạn. 3 viên shotgun. Còn một viên thôi, không sao. Đây là có cái gì nữa đây? Cái heo mê cúng à. Sao cho lắm sọc lên thế. Từ từ kéo cái cửa ra. Phải đi quan sát trước. Rồi, hiểu rồi. Chút nữa thế nào cái bọn này nó cũng sống lại cho coi. Hèn gì nó tốt lành nó cho chúng ta quá trời đạn sọc kinh. Đây, đỡ kìa. Voices. Sao chỗ này rộng thế? Chạy một vòng nè. Làm gì đây?
À rồi rồi, phải lợi dụng mấy cái này. Hiểu rồi. Mà bây giờ thử giết mấy con này có được không nhá? Không được. Không được là không được. Rồi, à, vô việc chồng thôi. Bắt vô. Stay out of my way, Sebastian. O'Neill, what happened? Theodore showed me the way. I am his now. I helped him hide. And in exchange, he gave me a new life. A life as a slave. You'll never understand. For that, you'll burn! Mọi thứ trái hết thế này. Dập lửa, dập lửa. Thằng đi đâu? Nó đâu rồi? Mấy con này đừng có sống lại nhé. Nó kìa, nó kìa. Thôi 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 nơi thôi thôi. Dùng bảy tên lửa đâu? Holy shit, xong tôi rồi. Ngu hả, dừng lại. À ôi trời. Tên nổ đâu? Chạy. Dập lửa, dập lửa, dập lửa nhanh, nhanh nhanh nhanh. Mày ngu này.
nó rồi. Mày chết mày chưa con? Trời, chưa chết à? Dập lửa. Chụt. Bờ máu. Yes, Father Theodore. I told him. Chạy nhanh. Dập lửa. Mày chết chưa con chó? Tên lửa gì nhất? Súng ngắm. Dập lửa nhanh. Run all you want. You can't get out of here. Đó rồi. Mày này sao còn láo nữa không? Tao vẫn còn hai bình đạn, hai bình máu nữa đấy. Bị anh cha kia mê hoặc rồi. Thank you, Sebastian. Finally. From his voice, from my fears. I was so scared. You've got to stop him. I can't stop him if I can't find him, O'Neill. He face shifted. He's not here. Not anywhere. The machine in the room next door. You've got to destroy it. What machine? He made me build it. To hide him. Destroy it. So that you can destroy him. Hóa ra O'Neill chỉ bị cái thằng cha đó điều khiển chứ không phải muốn theo thiệt. How did O'Neill get turned into that thing? I don't know. I've been locked in my safe house since you left. When Liam called and asked me to meet him, I was so relieved to hear his voice. But he wasn't Liam. He was that thing. I tried to get through to him, but you heard him. Theodore Wallace did something to him. Poor guy. I didn't want to have to kill him. You didn't have a choice. Theodore wasn't going to give him up. So what now? Let's take a look at this machine O'Neill was talking about. I think it's on the other side of the room where you found us. Let's go. Súng đây, mém xíu bỏ sót. Súng phun lửa hỏng, bình chứa nhiên liệu của súng phun lửa này đã bị hư hỏng, không sửa được. Bạn sẽ cần phải tìm vài món thay thế trước khi có thể sử dụng nó. Flamethrower.
I could use this, but it's broken. If I found the right parts. Để đi một vòng lấy lại đạn đã. Hao phí quá nhiều đạn ở đây rồi. Hãy nhớ đạn đây nhiều lắm. Đây. Này. À, nhìn cặp chân nó kìa. Nó tính ghép ba bốn con là hay gì. Đây nữa. Chính viên sọc gân. Thôi, vậy chắc đủ rồi. Cộng hưởng đây. Ở đây có cái gương. Còn điểm cộng hưởng là cái gì? Sao lấy bộ đàm nó không được? Lots of weird stuff in here. Looks like he was building something. Maybe that machine he was talking about. I would never disobey. Yes, Master. Of course. The machine is operating as it should. Thank you, Father Theodore. To hear you say that, it fills me with pride. What? But she is harmless to us. No, I would never disobey. Of course I will. Whatever pleases you. Yukiko, can you hear me? I'm in the fabrication room. Clearances don't mean much when everyone's dead. Just, please come and meet me here. I have something to show you. It's important. I'm sorry. Mark of influence. Theodore's sticking his fingers in every part of this place. It's almost like a form of communication with him. Nãy nó nói mình kêu mình phá cái gì ta? Phá một cái cỗ máy đúng không? Trong này à? Nhưng mà khoan, trước đó phải vô nâng cấp tí đã. Đây, giờ vô còn hai con viên nữa để lấy thêm keo xanh. Đấy, có hai con viên mới này. Kidman, it's me. Read you loud and clear, Sebastian. Mobius. A name. That was all I had to go on. Every avenue I pursued led to a dead end. And now I find out that they're everywhere. Hidden in plain sight. I don't understand how. I told you before. You don't find Mobius unless they want you to. They've been around for a long, long time. They know what they're doing. We knew you were looking. We were watching you. And we were able to stop you every time you got too close. Why? Why do they do this? People need leadership. People choose leaders. What Mobius wants to do isn't leadership. It's imprisonment. They know this. If they own all the media and politicians already, they should be out in the open. They hide in the shadows because they know what they're doing is evil. If people knew the truth,
they'd burn Mobius to the ground. Maybe you're right. But if people ever did find out the truth, who would believe them? Yeah. The easiest way to hide a conspiracy is to make people think there's no such thing as a conspiracy. Như vậy là chúng ta đã biết được bọn Mobius này là một cái tổ chức đang có âm mưu thống trị toàn thế giới. Và nó đang nó đang hoạt động ngầm ấy. Kidman, come in. I'm here, Sebastian. What's up? Ever get the feeling you don't know what's real anymore? More than most people. Although probably not as much as you. The first time I was inside STEM, I didn't know I was in it. Even when I got out, I was never totally sure that I'd ever left. And when I tried to explain what happened... People told you you were crazy. Of course. If someone came to me with my story, I'd have them committed for their own protection. I know. I'm with Mobius, and it still took me a while to adjust after Beacon. It was like living in a perpetual state of deja vu. Sometimes I still get a little confused. And that's why you stayed out this time? I don't ever want to go back into STEM again if I can avoid it. Consider yourself lucky. Union is like having deja vu in the middle of a dream about deja vu. I hope I can make it out of here with my mind intact. I just hope you make it out of there, period. I'm not sure anyone gets out with their mind completely intact. STEM marks you in ways that I think no one's aware of yet. Rồi, cho tao bao nhiêu gel đây? 700. 700, được 10.000, được 1/8 quãng đường. Và trong lúc nãy thì cái em Kidman nó có nói một cái hiện tượng gọi là Deja vu đấy. Thì mình giải thích sơ sơ thôi. Chắc chắn là trong cuộc sống hàng ngày mọi người đã từng gặp, từng trải nghiệm qua cái hiện tượng Deja vu này rồi. Thì thực chất nó chỉ là một cái hình ảnh, một cái cảnh tượng mà khi chúng ta thấy nó lần đầu tiên. Nhấn mạnh ở đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái cảnh tượng hoặc cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà trong đầu óc của chúng ta có cảm giác như là đã nhìn thấy cái này rồi. Nhưng mà thực chất là trước giờ chưa bao giờ thấy nó. Cái hiện tượng đó được gọi là déjà vu đấy. Nó có rất nhiều cách giải thích mà nó dài dòng lắm. Thì nếu mà mọi người muốn tìm hiểu thì chịu khó lên mạng search vậy. Mình chỉ tóm tắt được nhiêu đó thôi. Còn nói cụ thể hơn thì phải dùng những thuật ngữ chuyên nghiệp. Chung này còn gì hot nữa không? Bây giờ là 10:30 tối. Tối thì sáng cũng chả biết, chung này không có cửa sổ, che hết. Rồi, ok, mình sẽ dừng tập này đi luôn. Tập này thì chúng ta đã hạ được thêm một con boss nữa và lấy được một cây súng phun lửa bị hỏng. Hy vọng trong tập sau chúng ta kiếm được một cái bình phun lửa thay thế để sửa được cái súng phun lửa này. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của The Evil Within 2. Nếu thấy hay, like, share và subscribe giúp mình. Bye bye.